Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lai Châu. Ngay sau đây sẽ là những nội dung chính sẽ có trong chương trình. Đảng ủy quân sự tỉnh tổ chức hội nghị nghiên cứu học tập quán triệt và triển khai thực hiện các chỉ thị kết luận của Bộ Chính trị khóa 13. Khai giảng lớp tập huấn nghiệp vụ công an xã bán chuyên trách. Phát huy trí tuệ tập thể với nhiều giải pháp cụ thể, công ty cổ phần nước sạch Lai Châu nỗ lực đưa nước sạch phục vụ cuộc sống của nhân dân. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, sáng ngày 1 tháng 4, Đảng ủy quân sự tỉnh tổ chức hội nghị nghiên cứu học tập quán triệt và triển khai thực hiện các chỉ thị kết luận của Bộ Chính trị khóa 13, nghị quyết của Thường vụ Quân ủy Trung ương trong Đảng bộ và lực lượng vũ trang tỉnh. Tại hội nghị, các đại biểu được quán triệt 4 chuyên đề: chỉ thị số 27 ngày 25 tháng 12 năm 2023 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; chỉ thị số 29 ngày 5 tháng 1 năm 2024 của Bộ Chính trị về công tác phổ cập giáo dục bắt buộc, xóa mù chữ cho người lớn và đẩy mạnh phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông; kết luận số 69 ngày 11 tháng 1 năm 2024 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện nghị quyết số 20 ngày 1 tháng 11 năm 2012 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 11 về phát triển khoa học công nghệ, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; kết luận số 66 ngày 15 tháng 11 năm 2023 của Bộ Chính trị về định hướng ứng xử của ta với sáng kiến của các nước lớn, đối tác quan trọng; kết luận số 71 ngày 16 tháng 2 năm 2024 của Bộ Chính trị về một số nhiệm vụ giải pháp lớn triển khai đường lối đối ngoại của Đại hội 13 của Đảng. Bên cạnh đó, các đại biểu còn được thông tin về thành tựu đối ngoại Việt Nam trong nửa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết Đại hội 13 của Đảng. Bài viết của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại phiên họp đầu tiên của tiểu ban nhân sự Đại hội 14 về một số vấn đề cần đặc biệt quan tâm trong công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội 14 của Đảng. Thông qua nghiên cứu quán triệt, học tập các chỉ thị kết luận của Bộ Chính trị giúp cho cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, quần chúng, trước hết là cán bộ chủ trì các cấp, nắm vững nội dung cơ bản về nhiệm vụ giải pháp của các chỉ thị, kết luận của Bộ Chính trị khóa 13. Trên cơ sở đó, cụ thể hóa xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, thực tế của cơ quan đơn vị và địa phương, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ, nghị quyết đại hội các cấp đã đề ra. Chiều ngày 1 tháng 4 tại Công an thành phố Lai Châu, Công an tỉnh phối hợp với Công an huyện Tam Đường, Công an thành phố Lai Châu tổ chức lễ khai giảng lớp tập huấn nghiệp vụ công an xã bán chuyên trách năm 2024. Trước những yêu cầu mới trong công tác giữ vững tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh, lực lượng công an xã bán chuyên trách đóng vai trò quan trọng, đòi hỏi phải có bản lĩnh chính trị vững vàng, giỏi về nghiệp vụ, phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an chính quy, thực hiện tốt công tác nắm tình hình, chủ động nắm bắt những diễn biến hoạt động, âm mưu, phương thức thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm để tham mưu kịp thời cấp ủy, chính quyền cơ sở giải quyết những vấn đề phức tạp nảy sinh ngay tại địa bàn. Lớp tập huấn nghiệp vụ được tổ chức nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng cần thiết để lực lượng công an xã bán chuyên trách thực hiện tốt công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Tham gia lớp tập huấn có 74 học viên là công an xã bán chuyên trách trên địa bàn huyện Tam Đường và thành phố Lai Châu. Lớp tập huấn diễn ra từ ngày 1 tới ngày 15 tháng 4. Các học viên sẽ được tập huấn bồi dưỡng qua 10 chuyên đề với nhiều nội dung quan trọng như tình hình an ninh xã hội và giải pháp bảo đảm an ninh xã hội trên địa bàn tỉnh, lý thuyết về tính năng, cấu tạo, tác dụng của các loại vũ khí, công cụ hỗ trợ, phương tiện nghiệp vụ và cách sử dụng, tình hình thực trạng của tội phạm ma túy trên địa bàn, công tác phòng chống tội phạm ma túy và biện pháp quản lý đối tượng ma túy tại cơ sở, công tác đăng ký, quản lý cư trú và triển khai cơ sở dữ liệu quốc gia, công tác phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn, những nội dung cơ bản công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, vị trí trách nhiệm của công an xã với công tác bảo đảm an ninh trật tự ở địa bàn xã và một số vấn đề cần chú ý khi có tình huống phức tạp xảy ra trên địa bàn. Hòa chung với những thành tựu to lớn của tỉnh, sau 20 năm thành lập và đi vào hoạt động, công ty cấp phát nước Lai Châu, nay là công ty cổ phần nước sạch Lai Châu, đã làm tròn sứ mệnh của mình, mang những dòng nước sạch phục vụ nhu cầu sinh hoạt sản xuất của nhân dân, góp phần xây dựng Lai Châu phát triển, văn minh, trở thành viên ngọc sáng nơi cuối trời Tây Bắc. Ngày 31 tháng 3 năm 2004, công ty cấp phát nước Lai Châu, tiền thân của công ty cổ phần nước sạch Lai Châu ngày nay, được thành lập theo quyết định số 138 của Ủy ban Nhân dân lâm thời tỉnh Lai Châu. Cũng như nhiều cơ quan đơn vị khác, thuở sơ khai của những ngày đầu thành lập,
công ty cũng gặp biết bao bộn bề khó khăn, thiếu thốn của thị trấn nông trường nhỏ. Cơ sở hạ tầng thấp kém, nguồn nhân lực vừa thiếu vừa yếu, đa số chưa được đào tạo. Con tỉnh chưa về thì bà con sống ở khu vực coi như là hiện tại như bây giờ nói là thành phố, cơ mà trước đây nó chỉ là coi như là một cái cơ quan coi như của nông trường thôi. Đấy, thì cái đời sống mà hai là cái nước sinh hoạt sau nông trường giải tán thì cái nước rất là khó khăn. Đấy, tức là lấy từ đầu nguồn về rồi là nước nó không có vệ sinh. Đấy, thế từ hồi coi như là tỉnh về coi như là triển khai là về Lai Châu đến giờ thì nói chung là bà con coi như là nhân dân là rất là phấn khởi. Đấy, xây dựng những cái nhà máy nước lên để có những cái nguồn nước rất là sạch sẽ. Những năm qua, nhờ việc công ty đẩy mạnh các ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ trong sản xuất và cung cấp nước sạch đã giúp chúng tôi thuận lợi trong việc vận hành sản xuất và đảm bảo chất lượng nước, kiểm soát chất lượng nước, đảm bảo cung cấp nước tới khách hàng an toàn và liên tục. Với sự quan tâm, đầu tư hỗ trợ của tỉnh, cùng với sự nỗ lực của tập thể cán bộ, kỹ sư, công nhân, sau 20 năm xây dựng và phát triển, công ty cổ phần nước sạch Lai Châu đã đạt được những kết quả quan trọng toàn diện. Hiện công ty đã xây dựng được 10 trạm xử lý và cấp nước với tổng công suất là 25.500 mét khối trên một ngày đêm, tăng 42,5 lần so với năm 2004. Sản lượng nước năm 2023 là 4,6 triệu mét khối, tăng 41,6 lần so với năm 2004. Doanh thu đạt 43,9 tỷ đồng, tăng 24,8 lần so với năm 2004. Lượng khách hàng trên 24.600 khách hàng, tăng 18,8 lần so với năm 2004. Tỷ lệ người dân được cấp nước sạch ở đô thị đạt trên 99%. Tỷ lệ thất thoát giảm từ 43% năm 2004 xuống còn 20,3% năm 2023. Nộp ngân sách nhà nước năm 2023 trên 5,5 tỷ đồng. Về cái nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới thì thứ nhất là công ty sẽ phải tăng cường hơn nữa công tác truyền thông đối với nước sạch, phối hợp với các cái cơ quan đơn vị truyền thông, ủy ban nhân dân các xã phường thị trấn tuyên truyền về tầm quan trọng của nước sạch, ý thức bảo vệ và sử dụng nguồn nước, nâng cao cái nhận thức của cộng đồng đối với việc sử dụng tài nguyên nước. Thứ hai là sẽ phải làm tốt công tác dự báo, xây dựng chiến lược đầu tư phát triển hệ thống cấp nước một cách đồng bộ, ứng dụng các cái tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ, thông tin, chuyển đổi số để nâng cao chất lượng công tác quản lý điều hành và tăng cường cái năng suất lao động, nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh. Thứ ba là xây dựng, hoàn thiện và nâng cao chất lượng các cái quy trình sản xuất, quy chế quản trị điều hành công ty một cách hiệu quả hơn. Trong đó chú trọng cái công tác đào tạo và đào tạo lại, nâng cao kỹ năng tay nghề cho đội ngũ cán bộ, công nhân viên, người lao động để đáp ứng với yêu cầu xây dựng và phát triển công ty. Thứ tư là nâng cao cái khả năng tiếp cận nước sạch cho người dân tại các cái khu đô thị và đặc biệt là ở các cái vùng phụ cận, nguồn nước có nguy cơ bị ô nhiễm. Mục tiêu đến năm 2025 là tỷ lệ các cái hộ dân khu đô thị do công ty quản lý được sử dụng nước sạch sẽ tăng lên 100%. Đồng thời nước sạch sản xuất ra luôn đạt các cái chất lượng theo các cái quy chuẩn hiện hành, đưa đến khách hàng dịch vụ cấp nước một cách ổn định và an toàn. Phát huy những kết quả đạt được thời gian tới, tập thể cán bộ, kỹ sư, công nhân công ty tiếp tục viết tiếp truyền thống đoàn kết, nỗ lực vượt khó, hăng say lao động, xây dựng công ty ngày càng phát triển, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 14. Chung sức xây dựng tỉnh Lai Châu phát triển nhanh và bền vững. Thưa quý vị, theo phản ánh của nhân dân khu vực xã Nong Hèo, huyện Sìn Hồ, việc có một đơn vị tập kết vật liệu trái phép khi chưa được sự đồng ý của chính quyền địa phương, chiếm dụng đất làm bến bãi, vận chuyển vật liệu xây dựng, cụ thể ở đây là cát và đá, bằng đường sông, nguy hiểm cho người qua lại, gây ảnh hưởng xấu đến dư luận khu vực xã Nong Hèo, huyện Sìn Hồ. Phản ánh của phóng viên thời sự. Tại bãi tập kết vật liệu xây dựng tại bản Phiêng Én, xã Nong Hèo, huyện Sìn Hồ, hàng vạn khối đá cát đã được tập kết ở đây từ rất lâu.
Làm việc với chính quyền xã Đong Hèo, chúng tôi được biết đây là bãi đá của ông Nguyễn Ngọc Bính, trú tại xã Đậm Tam, huyện Sìn Hồ. Ông Bính đã sử dụng khu vực đất này làm bãi tập kết từ năm 2021 cho đến nay. Đáng chú ý, bãi đất nơi làm tập kết vật liệu xây dựng hiện đang thuộc thẩm quyền quản lý của chính quyền xã, nhưng ông Bính vẫn tự ý chiếm đất làm bãi tập kết vật liệu xây dựng. Cái đất này là đất tái định cư thủy điện Sơn La. Trước kia thì cũng đã giải tỏa và đã được chuyển lên như ở bản Phinh Én và Phinh Phai ở trên Bắc Hóa. Hiện tại bây giờ đất này là đang giao cho xã quản lý. Cái này thì xã cũng có nắm được, nhưng mà trước tôi cũng là chuyên viên bên tư pháp, tôi cũng đã được xuống tuyên truyền cùng với phó chủ tịch và địa chính một lần. Thì đồng chí cá nhân ấy thì cũng đã làm cam kết. Tôi có quyết định tháng 11 năm 2023, tôi di chuyển sang phó chủ tịch ủy ban thì tôi cũng có xuống tuần tra và một lần tôi cũng gọi trực tiếp cho cá nhân đồng chí doanh nghiệp này, nhưng mà đồng chí này không phối hợp với xã. Việc chiếm đất làm nơi tập kết vật liệu xây dựng cũng đã được chính quyền xã Nong Hẻo chỉ ra tại biên bản kiểm tra số 168 ngày 28 tháng 4 năm 2021. Qua kiểm tra, ông Bính đã không xuất trình được những giấy tờ khai thác tập kết vật liệu xây dựng tại bản Phiêng Én. Vậy ông Bính đã vi phạm vào điều 48 nghị định số 36/2020 ngày 24 tháng 3 năm 2020 về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản, vi phạm điều 10, 11, 12 nghị định số 23/2020 ngày 24 tháng 3 năm 2020 quy định về quản lý cát sỏi lòng sông và bảo vệ lòng bờ bãi sông. Ủy ban nhân dân xã Đong Hèo đã yêu cầu ông Nguyễn Ngọc Bính di dời cát đá ra khỏi khu vực tập kết hiện tại. Thế nhưng ông Bính không những không di chuyển mà vẫn tiếp tục chuyển vật liệu xây dựng cát đá tập kết tại đây trong thời gian dài. Vâng, thưa quý vị và các bạn, ngay đằng sau chúng tôi đây là bãi cát tập kết vật liệu xây dựng rất lớn ở khu vực xã Nong Hẻo, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu. Và cái bãi cát này thì theo người dân cũng như chính quyền địa phương cho biết thì là được tập kết từ năm 2021. Và cái bãi cát này thì tập trung ở cái khu vực là đất thuộc do địa bàn của xã Nong Hẻo quản lý. Và những cái vật liệu xây dựng này thì cũng chưa rõ nguồn gốc là từ xuất xứ tại đâu. Cũng theo chính quyền địa phương thì ông Bính không xuất trình được những giấy tờ có liên quan đến nguồn gốc số vật liệu xây dựng mà mình tập kết tại bản Phiêng Én. Theo quan sát của phóng viên thì các tàu vận chuyển này đều không có biển hiệu kiểm soát, chưa có đăng kiểm, dễ gây nguy cơ tiềm ẩn về tai nạn đường sông. Thưa quý vị, thưa các bạn, 19 giờ 30 phút mỗi tối thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, lớp xóa mù chữ ở trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Vàng Ma Trải, xã Vàng Ma Trải, huyện Phong Thổ lại sáng ánh điện, tiếng đánh vần, đọc chữ, làm toán cộng trừ nhân chia vang lên, phá tan không gian vốn tĩnh lặng của bản làng vùng cao nơi biên giới. Khi mặt trời đã đi ngủ, các chị, các mẹ, các anh sau khi hoàn thành công việc của gia đình trong một ngày lại cười nói vui vẻ, tập trung về điểm trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Vàng Ma Trải để cùng nhau tham gia lớp học đặc biệt, lớp xóa mù và tái mù chữ. Tại đây, chúng tôi cảm nhận được không khí học tập sôi nổi, những khuôn mặt rạng rỡ, những nụ cười ấm áp. Tất cả không gian được làm ấm lên bởi những tiếng đánh vần, những tiếng đọc chữ giữa các học viên và thầy giáo của mình. Là một trong những học viên tích cực của lớp, chị Phùng Sa Mẩy chia sẻ, bản thân chị là con gái nên trước đây không được đi học. Lớn lên thì lấy chồng, sinh con. Năm nay đã bước sang tuổi 39, đường vận động đi học, được cắp sách đến lớp và học chữ. Chị cảm thấy vui mừng đến lạ. Những ngày đầu còn lóng ngóng, nhưng giờ đây, sau một tháng được học, chị đã biết đánh vần, biên ghép chữ. Hằng ngày là mình cũng ở nhà bán hàng, sau đến giờ, cứ đến 7 giờ bao. 7 giờ 20 là mình đi, 7 giờ 30 là mình đến trường. Sao thầy giáo hướng dẫn cho mình rất là nhiệt tình, cũng rất là cảm ơn thầy. Thầy dạy mình đến lớp, thầy dạy mình là dạy mình chữ cái này, dạy mình biết này, dạy mình viết chữ. Sao sau này mình lại đi đâu này, mình cũng phải biết chữ này.
được triển khai từ ngày 1 tháng 3, lớp xóa mù và xóa tái mù chữ của trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Vàng Ma Trải có 23 học viên ở nhiều độ tuổi tham gia, trong đó chủ yếu là từ 25 đến 50 tuổi. Trước đây, phần vì điều kiện gia đình khó khăn, phần vì hủ tục lạc hậu, trọng nam, khinh nữ nên đã không được đến lớp. Khi được đi học để xóa mù chữ, các anh các chị đều hào hứng sôi nổi vì được học để biết cái chữ, để hiểu và để học hỏi thêm cách làm kinh tế, để trở thành những công dân tốt. Thầy giáo Hà Anh Sáng, giáo viên trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Vàng Ma Trải, là người được phân công trực tiếp đứng lớp giảng dạy lớp học xóa mù chữ. Với tính cách cởi mở thân thiện, với các học viên, anh vừa là thầy, vừa là bạn khi chạm được vào góc khuất trong suy nghĩ của các học viên, giúp họ xóa bỏ mặc cảm tự ti để đến với lớp học. Để cho các học viên tiếp thu bài một cách nhanh nhất thì chúng tôi đã soạn giảng những cái bài giảng mà gần gũi, thân thiện nhất với các học viên. Tiếp đó là chúng tôi đã sử dụng các hệ thống tranh ảnh, rồi máy chiếu để những cái hình ảnh mà quen thuộc với học sinh, và chúng tôi cũng đã sử dụng những vật thật để giải nghĩa từ cho học viên để học viên nắm bắt bài một cách nhanh nhất. Xóa mù chữ cho đồng bào dân tộc thiểu số được xác định là nhiệm vụ quan trọng lâu dài, và những nỗ lực xóa mù chữ của các thầy cô giáo trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Vàng Ma Trải đã và đang giúp đồng bào dân tộc thiểu số nơi đây cải thiện chất lượng cuộc sống, xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế xã hội vùng biên giới miền núi còn nhiều khó khăn. Thực hiện nghị quyết số 06 ngày 15 tháng 3 năm 2021 của tỉnh ủy Lai Châu về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý người dân tộc thiểu số và cán bộ chủ chốt cấp xã giai đoạn 2021-2025 định hướng đến năm 2030, huyện Sìn Hồ luôn quan tâm chú trọng đào tạo xây dựng đội ngũ cán bộ là người dân tộc thiểu số vừa có đức vừa có tài, lãnh đạo nhân dân phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Sau 3 năm triển khai thực hiện nghị quyết số 06 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, huyện Sìn Hồ đã đạt được những kết quả quan trọng. Chất lượng, số lượng cán bộ là người dân tộc thiểu số từng bước được nâng lên. Để hiểu rõ hơn về nội dung này, phóng viên Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh đã có cuộc phỏng vấn đồng chí Bùi Văn Tuấn, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Sìn Hồ. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Vâng, trước tiên xin trân trọng cảm ơn đồng chí Bùi Văn Tuấn, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Sìn Hồ đã tham gia trả lời phỏng vấn của Đài Phát thanh Truyền hình Lai Châu ngày hôm nay. Xin đồng chí cho biết khái quát về tình hình đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý người dân tộc thiểu số và cán bộ chủ chốt cấp xã là người dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện. Trong những năm qua thì huyện ủy luôn quan tâm đến công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí đối với cán bộ người dân tộc thiểu số của huyện Sìn Hồ, nhất là đối với các cái chức danh chủ chốt trên địa bàn của huyện. Hiện nay thì trên địa bàn của huyện gồm có 64 tổ chức đảng, trong đó thì có 25 đảng bộ các xã và 3 đảng bộ lực lượng vũ trang trực thuộc và 39 chi bộ trực thuộc huyện ủy, và có 329 chi bộ trực thuộc đảng các xã, và với 22 xã thị trấn thì tổng số là 65 cán bộ chủ chốt cấp xã, thì trong đó là có 60 cán bộ là người dân tộc thiểu số. Đối với ban chấp hành đảng bộ huyện thì hiện nay thì có 36 đồng chí, thì có 17 đồng chí là cán bộ dân tộc thiểu số. Trong tập thể ban thường vụ huyện ủy thì có 11 đồng chí, thì hiện nay có 5 đồng chí là cán bộ dân tộc thiểu số, trong đó có một đồng chí nữ là cán bộ người dân tộc Mông ở trong thường trực của Ủy ban nhân dân huyện. Và đối với các cái phòng ban chuyên môn trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện gồm có 33 phòng ban, thì trong đó thì có 17 đồng chí là cán bộ lãnh đạo là người dân tộc thiểu số. Xin đồng chí cho biết thì để thực hiện cái nghị quyết 06 ngày 15 tháng 3 năm 2021 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý người dân tộc thiểu số và cán bộ chủ chốt cấp xã là người dân tộc thiểu số giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030, thì Đảng bộ huyện Sìn Hồ đã triển khai thực hiện các cái nhiệm vụ cụ thể như nào? Từ khi Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh đã ban hành cái nghị quyết số 06 về
nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ là người dân tộc thiểu số của cái giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030. Thì Ban Thường vụ Huyện ủy và Huyện ủy cũng đã nghiêm túc tổ chức quán triệt triển khai nghị quyết đến các cấp ủy tổ chức đảng trên địa bàn toàn huyện và cũng đã chỉ đạo và xây dựng cái kế hoạch cụ thể hóa các cái chỉ tiêu, đặc biệt là các cái nhiệm vụ giải pháp để thực hiện hiệu quả nghị quyết số 06 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh trên địa bàn toàn huyện. Trong đó, Huyện ủy cũng như là Ban Thường vụ Huyện ủy đã tập trung tuyên truyền, nâng cao nhận thức về vai trò của các cấp ủy từ huyện đến cơ sở để thực hiện cụ thể hóa các cái chỉ tiêu, nhất là quan tâm đến công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và bố trí đối với cán bộ là người dân tộc thiểu số, trong đó có cả cán bộ là nữ, là người dân tộc thiểu số. Xin đồng chí có thể cho biết những kết quả nổi bật sau hơn 3 năm thực hiện cái nghị quyết 06 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh trên địa bàn huyện Sinh Hồ. Sau 3 năm triển khai thực hiện nghị quyết số 06 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Huyện ủy Sinh Hồ có những cái kết quả nổi bật, đặc biệt là đối với các cái chức danh chủ chốt của cấp xã. Hiện nay trên địa bàn toàn huyện thì có 22 xã thị trấn, gồm có 65 các đồng chí là cán bộ chủ chốt các xã, thì trong đó là có 60 đồng chí là cán bộ là người dân tộc thiểu số. Và đối với các cái phòng ban chuyên môn thì hiện nay thì đã có 17 trên 33 đồng chí là lãnh đạo của các cái đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn đã được đảm bảo theo tỷ lệ cơ cấu thành phần dân tộc theo đúng cái cơ cấu sau khi Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 18 nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra, đảm bảo cơ cấu hài hòa giữa các cái dân tộc trên địa bàn toàn huyện. Ở bên cạnh đó thì Huyện ủy đã luôn quan tâm đến công tác quy hoạch và công tác đào tạo bồi dưỡng đối với cán bộ là người dân tộc thiểu số. Trong cái thời gian vừa qua thì tỷ lệ cán bộ dân tộc thiểu số, nhất là đối với các cái chức danh chủ chốt của các phòng ban rồi là các cái xã thị trấn, đã cơ bản đã đào tạo được rất là đồng bộ. Hiện nay thì 100% là cán bộ chủ chốt các xã cũng như các phòng ban về đã được trang bị về từ trung cấp lý luận chính trị trở lên, và trong đó là có 20% là đã được đào tạo ở cao cấp lý luận chính trị, còn lại là 100% là từ trung cấp lý luận chính trị trở lên. Và đối với các cái chức danh chủ chốt các xã thì hiện nay về trình độ chuyên môn về đại học cũng đã được từ 20-25%. Công tác cán bộ nói chung và công tác cán bộ trong đồng bào dân tộc thiểu số nói riêng, phải nói rằng là huyện cũng rất là quan tâm, nhất là đội ngũ kế cận, rồi là cái công tác rà soát, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và đánh giá bố trí cũng như là bổ nhiệm cán bộ luôn được thường xuyên và kịp thời. Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn đồng chí. Sau 4 ngày thi đấu sôi nổi, hào hứng và nhiệt tình, với quyết tâm cao nhất của các vận động viên, giải cầu lông báo Lai Châu lần thứ 14 năm 2024, tranh 3 sao đã kết thúc thành công tốt đẹp. Các trận thi đấu tại giải đều diễn ra sôi nổi, hào hứng. Kết quả đã được phản ánh chính xác thực lực của các đội. Các đoàn vận động viên về tham dự giải đã nghiêm túc thực hiện theo hướng dẫn của ban tổ chức. Trong công tác chỉ đạo, các đơn vị đã bám sát chương trình kế hoạch của giải với ý thức trách nhiệm cao. Trong công tác điều hành chỉ đạo, các vận động viên của đơn vị mình thể hiện sự nhiệt tình, tạo nên sự thành công chung của giải. Kết thúc giải, ban tổ chức đã trao 111 giải nhất, nhì, ba cho các vận động viên, đoàn đạt thành tích xuất sắc. Trong đó giải nhất toàn đoàn thuộc về Bưu điện tỉnh, giải nhì toàn đoàn thuộc về huyện Phong Thổ và giải ba toàn đoàn thuộc về Hội Doanh nhân trẻ tỉnh. Hiện nay, tổng số văn bản quy phạm pháp luật thuộc đối tượng ra soát là 622 văn bản. Toàn tỉnh có 575 văn bản còn hiệu lực, 21 văn bản hết hiệu lực một phần và 47 văn bản hết hiệu lực toàn bộ. Ngoài ra, thực hiện kế hoạch số 620 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật kỳ 2019-2023 trên địia bàn tỉnh, 8 trên 8 huyện, thành phố đã hoàn thành việc công bố kết quả rà soát hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân cấp mình ban hành. Theo đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ban hành quyết định công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân tỉnh trong kỳ hệ thống hóa năm 2019-2023, đồng thời báo cáo kết quả hệ thống hóa gửi Bộ Tư pháp theo quy định.
Trong năm 2023, huyện Than Uyên là huyện bị thiệt hại nặng nề nhất do thiên tai gây ra, làm 4 người chết, 2 người mất tích và 4 người bị thương. Nhiều nhà cửa, công trình và hoa màu của nhân dân bị cuốn trôi, gây thiệt hại ước tính trên 221 tỷ đồng. Dự báo tình hình thời tiết trong năm 2024 tiếp tục có những diễn biến thất thường, nhất là thời điểm tháng 3 và tháng 4, nguy cơ xảy ra các trận mưa dông, gió lốc, mưa đá, sấm sét với cường độ lớn có thể xảy ra. Do đó, huyện Than Uyên đang tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền để nâng cao ý thức tự chủ động phòng tránh thiên tai của người dân, hướng dẫn nhân dân chăng chống nhà cửa, nhất là các khu vực hay xảy ra dông lốc tại các xã Phúc Than, Mường Than và Tà Mung. Đồng thời, huy động tối đa các nguồn lực của địa phương để thực hiện đề án bố trí, sắp xếp ổn định dân cư vùng ảnh hưởng thiên tai trước mùa mưa bão. Ngoài ra, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn huyện cũng sẽ thường xuyên bám sát cơ sở để có những cảnh báo khi thời tiết nguy hiểm. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lai Châu hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.